Sau nhiều tháng trời gồng gánh các khoản chi phí đầu tư cho vườn chanh dây, cận ngày thu hoạch, ông Trần Anh Hảo, 50 tuổi, trú tại xã Ea Pết, huyện Ea Krai, tỉnh Gia Lai, bàng hoàng phát hiện vườn chanh hơn 1 hectare bị kẻ thủ ác cắt trắng. Thiệt hại ước tính lên đến 450 triệu đồng. Vừa rồi Tết Nguyên đán là mình về quê, về Thái Bình ăn Tết. Ngày mùng 3 mình vào, trên đường vào thì nhận được tin là bị cắt hết vườn chanh rồi. Có lên báo với lại cơ quan công an, làm trường với họ lấy lời khai. Trình bày cũng nói các cái mối quan hệ là mâu thuẫn thì không có. Bây giờ họ công an họ bỏ tìm thì nó khó. Tất cả cái tiền vốn liếng ở đây mình có một mình, vốn liếng đầu tư hết vào cái vườn chanh. Cách vườn nhà ông Hảo khoảng 1 cây số, vườn sầu riêng 3 năm tuổi của bà Nguyễn Thị Kim Phúc cùng chung cảnh ngộ. Hàng chục cây sầu riêng bị kẻ thủ ác nhẫn tâm cạo khoanh gốc. Những cây này hiện đang có dấu hiệu vàng rụng lá, trong khi còn khoảng 2 năm nữa là cây bắt đầu ra trái. Ủy ban nhân dân xã cử lực lượng công an xuống kiểm tra xác minh và nắm tình hình báo cáo về huyện. Trước việc nhiều hộ dân bị phá hoại hoa màu, ngành chức năng khuyến cáo bà con tăng cường bảo vệ vườn cây, thông báo ngay đến chính quyền khi có bất thường. Vì khu vực này người dân sống thưa, hầu hết nương rẫy hoang vắng nên việc xác định thủ phạm cũng khá khó khăn.